con học lớp Lego Video của cô Hoàng. Sau đây con sẽ thuyết trình về sản phẩm chìa khóa của con. Sản phẩm chìa khóa của con chính là điều khiển đêm bóng. Chưa kiểm có não và cảm ứng nghiêng, có thể có kích thước phù hợp với tay của chúng ta. Sau đây con sẽ thuyết trình về phần lập trình của con. Như mọi người thấy trên màn hình là có nút play và có sử dụng Caster Tool. Sau khi bấm vào nút play, mình lấy Caster Tool sẽ ẩn đi và dùng Blue Sky 2 sẽ hiện lên. Nếu như được cầu bóng, con sẽ lập trình như sau. Đầu tiên là Oh.